Cristiano là cầu thủ danh tiếng hơn tôi, nhưng xét về khía cạnh bóng đá thuần túy, tôi thực lòng không nghĩ vậy. Neymar thì có thể, nhìn chung, Cristiano không giỏi hơn tôi. Nhưng ở Real, anh ấy được hỗ trợ bởi những người giỏi nhất. Ở đó có những cầu thủ sở hữu sự nghiệp lẫy lừng, điển hình như Benzema, Modric, Kroos hay De Bruyne cũng rất tuyệt. Họ mang lại vẻ đẹp cho bóng đá. Harald đã nói với tờ Ene quyết như vậy đấy. Eden Hazard không cho rằng Cristiano Ronaldo giỏi hơn anh và thừa nhận Lionel Messi là số 1. Harald nhấn mạnh rằng Ronaldo được hỗ trợ bởi các đồng đội xuất sắc ở Real Madrid nhưng không vượt qua được kỹ thuật chơi bóng của anh. Harald đã có phong độ ấn tượng ở Chelsea trước khi chuyển sang Real Madrid với hy vọng sẽ thay thế Ronaldo. Tuy nhiên, với nhiều chấn thương và cân nặng, Harald không thành công tại Real. Anh cũng thừa nhận vấn đề cân nặng sau khi chuyển từ Chelsea sang Real. Trở lại chủ đề chính. Đã có khá nhiều cầu thủ và chuyên gia bóng đá cho rằng bóng đá giờ quá thực dụng, mất đi sự thuần khiết. Chúng ta dễ dàng tìm thấy những thông tin cho rằng Diego Maradona giỏi hơn Pele hay Messi hơn Quick Ronaldo. Gần đây nhất đến cả Harald cũng nghĩ bản thân giỏi hơn CR7. Ai cũng có ý kiến của riêng mình, nhưng phải dựa trên lý luận đủ vững chắc. Cụ thể vấn đề này, bóng đá thuần túy. Vậy bóng đá thuần túy là gì? Với bóng đá đã có một phân tích hay về khái niệm tưởng như đơn giản. Đó là bóng đá là gì trên trang chivela.vn. Môn thể thao vô này được chú ý rất nhiều, nhưng có vẻ mọi người không thể xúc tích được khái niệm chuẩn xác nhất về nó. Vì bị ám thị bởi những pha đi bóng và xử lý bóng ảo diệu, thường là lý do gây ảnh hưởng đến nhận định chính xác. Có lẽ nhiều người quên rằng bóng đá không chỉ có dây dắt và biểu diễn. Bóng đá không phải thể dục dụng cụ, môn chấm điểm biểu diễn. Sự biểu diễn và cách chơi bóng đẹp mắt sẽ chỉ được đánh giá cao và ghi nhận nếu bỏ khung thành ra khỏi sân bóng. Và khi đó nó sẽ là môn thể thao khác. Nếu chỉ biểu diễn là đủ, thì Lewandowski, Benzema, Bruce, v.v. sẽ chẳng có gì đáng xem hết. Thật ngớ ngẩn cho nhận định này. Khoảng 5 đến 7 năm gần đây, CR7 luôn bị coi là kẻ chỉ biết đệm bóng, ăn sẵn. Messi thì dê qua vài người ghi bàn như cơm bữa. Cụ thể mấy bữa thì không ai nói, nhưng liệu đó là sự thật hay ám thị? Điều này nên được kết luận dựa vào số liệu thống kê. Các bạn hãy xem clip giữa Ronaldo và Messi, ai là vua đệm bóng mà kênh Daily News đã thống kê nhé. Nói về bóng đá biểu diễn, kỹ thuật hoàn hảo nhất chắc chắn sẽ thuộc về Ronaldinho và Neymar, phần nào đó là Iniesta, Hazard và Messi, cả CR7 nữa. Nếu bạn đang cười khẩy khi nhắc đến CR7, thì đừng quên những gì Ronaldo đã biểu diễn ở MU thời kỳ đầu và 7 năm đầu tại Real, thời gian rất dài đấy. Nhưng số 1 phải là Ronaldinho. Thật tiếc cho Joe Vẩu, khi mà trên sân tồn tại hai khung thành rộng 7,42m và cao 2,44m, khi đó bóng đá thuần túy phải là hiệu quả, không có nhưng.